chỉ trong 2 ngày cuối tuần, showbiz Việt đã xôn xao vì hai vụ mất đồ của hai nghệ sĩ nổi tiếng. Dương Triệu Vũ công khai video bị mất trộm đồ để cảnh báo những người sử dụng dịch vụ dọn dẹp cuối tuần qua. Em trai Hoài Linh ca sĩ Dương Triệu Vũ chia sẻ trên trang cá nhân một đoạn clip trích xuất từ camera, tố người giúp việc dùng thủ đoạn để lấy trộm tài sản của anh. Nữ cường nhân mang những cái bịch đầy đồ vào thùng rác để thủ tiêu. Sắp xếp. Chị ấy còn thay đồ và trùm kín mít khi ở trong phòng rác. Nơi hôi thối này vào chỉ muốn chạy ra cho nhanh. Nhưng chị ấy ở trong đó rất lâu. Để làm gì ta? Để thay đồ và trùm người lại kín mít. Chị quá lợi hại. Em tặng chị luôn cái laptop đó. Chị xứng đáng với thủ đoạn này, Dương Triệu Vũ viết. Chia sẻ câu chuyện của mình, Dương Triệu Vũ nhấn mạnh đồ bị mất là chiếc laptop, giá trị không cao nhưng anh rất bức xúc trước thủ đoạn của kẻ gian. Nam ca sĩ còn treo thưởng cho cửa hàng nào thu mua lại chiếc laptop này nếu cung cấp được thông tin người mang bán. Vài tiếng sau khi công khai vụ việc, Dương Triệu Vũ tố giác hành vi vi phạm pháp luật này của người giúp việc cho cơ quan chức năng theo lời khuyên của nhiều bạn bè và khán giả. Khuya 19.7, nam ca sĩ cập nhật tình hình với người hâm mộ, hiện tại công an đã vào cuộc. Sẽ cố gắng điều tra và đưa thủ phạm ra ánh sáng. Cảm ơn các anh công an Hà Nội giúp Vũ tìm lại công đạo và ngăn chặn hành vi này với người khác. Cũng trong ngày hôm qua, sau vụ việc của Dương Triệu Vũ, người mẫu diễn viên Quỳnh Thư cũng công khai clip bị trộm đồ bằng chiêu thức tinh vi. Camera ghi lại cảnh kẻ trộm đồ trong cửa hàng của Quỳnh Thư, bạn thân nữ hoàng nội y đăng hẳn clip trích xuất từ camera quay lại toàn bộ hành vi của kẻ gian. Người này có vẻ đã lên kế hoạch từ trước, lợi dụng lúc cửa hàng vừa chuyển địa điểm mới còn lộn xộn nên đã giả vờ trà trộn vào làm khách, tiện tay lấy luôn chiếc điện thoại đắt tiền. Quỳnh Thư viết, shop em đổi qua địa chỉ mới, vẫn đang dọn dẹp đồ mới lên kệ, nhưng có khách tới cũng nhiệt tình tiếp đón. Cô trong hình tới shop giả vờ hỏi mua đồ xong thò tay vào bàn lễ tân lấy mất điện thoại iPhone 11 của shop em ạ. Bên em đã cất điện thoại vào sâu trong bàn thu ngân nhưng cô này cố tình thò tay vào lấy và nhanh chóng rời đi. Sự việc vừa xảy ra tức thì ạ. Vậy có ai thấy cô trong hình, đội nón, đeo khẩu trang mặc đồ như clip, thì giúp em báo công an với ạ, em xin cảm ơn. Các shop cũng đề phòng vì dạo này trộm cướp tài sản rất nhiều ạ. Bài đăng của Quỳnh Thư thu hút rất nhiều sự quan tâm và đa số dân mạng tỏ rõ thái độ phẫn nộ trước hành vi trộm cắp của người phụ nữ giả vờ làm khách hàng. Nhiều người gửi lời an ủi, động viên và cũng mong Quỳnh Thư sớm tìm được thủ phạm để lấy lại chiếc điện thoại đã bị mất. Nguồn: http://danviet.vn. Em trai Hoài Linh Quỳnh Thư công khai clip bị kẻ gian trộm do bang chia ưu thụ. Nguồn: http://danviet.vn. Em trai Hoài Linh Quỳnh Thu công khai clip bi kẻ gian trộm do bang chia ở ưu thụ tình vi 5020202079372254. HTML